Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dấu hiệu Bộ Chính trị dọn đường cho ông Nguyễn Phú Trọng làm khóa nữa. Vào ngày 28 tháng 12, báo Tiền Phong đăng bài viết với tựa đề Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt về những trường hợp đặc biệt. Vậy câu hỏi đặt ra là trường hợp đặc biệt ở đây cụ thể là những trường hợp nào? Đến nay mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không công bố danh tính tứ trụ thì điều đó cũng có nghĩa là không thể loại trừ khả năng ban lãnh đạo khóa 13 sắp tới sẽ vẫn có các nhân vật cao tuổi trên giới hạn quy định ở lại Bộ Chính trị. Điều này đã làm giới chuyên theo dõi tình hình chính trị tại Việt Nam hết sức nghi ngờ. Lại một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam ưu tiên cho trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại để nắm quyền. Từ ngày 27 tháng 5, ông Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên đã nói về nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa tiếp theo như sau. Tỷ lệ mới nhiều hơn, trẻ cao hơn, nhưng không loại trừ trường hợp đặc biệt phù hợp với tình hình thực tiễn. Vắng đi một thời gian, báo chí đăng tin ông Trần Quốc Vượng thay ông Nguyễn Phú Trọng điều hành các cuộc trong Đại hội Trung ương làm người ta nghi ngờ đây là cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đã cầm tay chỉ việc cho ông Trần Quốc Vượng và dự đoán ông Vượng sẽ là người có thể vượt qua ông Nguyễn Xuân Phúc để tiếp tục nắm chiếc ghế Tổng Bí Thư thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu của ông Diên hôm 27 tháng 5 được đưa ra tại một cuộc họp thông báo kết quả của hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương đương bàn về nhiệm vụ và phương hướng công tác nhân sự khóa 13. Và nay, sau Đại hội Trung ương lần thứ 14, báo chí lại nhắc lại về vấn đề này. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn là một người tham quyền cố vị. Khả năng ông nghỉ hưu vì quá tuổi và đã đủ hai nhiệm kỳ là trường hợp và điều lệ đảng. Tuy nhiên, quyền bính nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng quá lớn nên cũng không loại trừ khả năng ông ta sẽ tiếp tục ngồi lại tiếp thêm một nhiệm kỳ nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà ngồi lại thì ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng không còn cửa để làm Tổng Bí Thư. Dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng tự đưa mình vào trường hợp đặc biệt để tiếp tục giữ ghế ở nhiệm kỳ tới. Theo ông Nguyễn Đức Hà, cựu vụ trưởng vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã cho biết như sau. Những trường hợp đặc biệt cần tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Bộ Chính trị sẽ cân nhắc xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trước khi trình Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Nhưng thực chất, cái gọi là Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định ấy lại là do Bộ Chính trị quyết định. Ban chấp hành Trung ương gồm 200 người, có cả các ủy viên Trung ương Đảng và 19 người thuộc ủy viên Bộ Chính trị. Mà ở nước này, ai lại không biết rằng Bộ Chính trị có quyền lớn hơn Trung ương Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản thực chất là ủy viên Trung ương bỏ phiếu nhưng phải tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Hay nói đúng hơn là Trung ương Đảng bỏ phiếu chỉ là hình thức hợp thức hóa những đề nghị của Bộ Chính trị mà thôi. Mà trong khi Bộ Chính trị, lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng lại là nặng ký nhất. Nói tóm lại, những gì Trung ương Đảng quyết định thì đấy là quyết theo ý kiến của Nguyễn Phú Trọng là chính. Và vào sáng ngày 28 tháng 12, tại hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thông tin về nhiều vấn đề xoay quanh công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm tới. Ông này cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng và nhiều lần nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 và trong đó, ông Trọng chú ý tới Trung ương Đảng là xem xét trường hợp đặc biệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng mặc dù rất già nua và ốm yếu rồi nhưng vẫn còn tiếp tục ôm hai cái ghế to nhất nước. Được biết, ngay từ hội nghị Trung ương lần thứ 12, ông Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên đã nói rằng nhân sự của Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi, dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ từ 15 đến 20%, từ 50 đến 60 tuổi chiếm trên dưới 70% và từ 61 tuổi trở lên chiếm trên dưới 10%. Đáng chú ý là ông Diên nói từ 61 tuổi trở lên chứ không nói là từ 61 tuổi đến 65 tuổi. Được biết, theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ứng viên vào Bộ Chính trị không quá 65 tuổi. Vậy câu nói là từ 61 tuổi trở lên cho thấy ông Diên úp mở về một hay vài trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi vẫn ứng cử vào Bộ Chính trị. Hay nói đúng hơn, ông Diên đã nói một câu dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng tiếp tục có thể ngồi lại. Ngoài ông Nguyễn Xuân Phúc, không ai dám xé bỏ quy định trong điều lệ đảng này. Được biết, số lượng ủy viên Trung ương khóa tới sẽ vẫn như khóa 12, tức là khoảng 200 người,
trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tương tự, con số ủy viên Bộ Chính trị nhiều khả năng vẫn nằm trong khoảng từ 17 đến 19 ủy viên, Ban Bí thư từ 12 đến 13 ủy viên. Nói tóm lại, số lượng các ủy viên Bộ Chính trị vẫn còn đang bỏ ngỏ và đến tận đại hội vẫn chưa chốt. Điều này làm nhiều người cho rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng đang ngồi lại Bộ Chính trị thì có thể người ta tăng số lượng ủy viên Bộ Chính trị lên để đảm bảo rằng bổng lộc của những người mới không bị tước bỏ. Và để trả lời câu hỏi của báo chí của những thắc mắc về tại sao phải dùng cách nói từ 61 tuổi trở lên mà không dùng cách nói từ 61 tuổi đến 65 tuổi cho đúng, thì ông Diên mới giải thích rằng tuy có các độ tuổi được đặt ra, song việc vận dụng độ tuổi với một số ủy viên trung ương phải thật sự linh hoạt, dựa trên bài học rút ra từ công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ 12 cũng như từ các khóa trước. Nói cho cùng thì từ linh hoạt ấy chính là cách nói tránh của một số hình thức xé bỏ quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ai có đủ quyền lực để đạp lên Điều lệ Đảng đây? Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới làm được điều đó. Còn nhớ vào năm 2016, khi diễn ra đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã được xếp vào trường hợp ngoại lệ, mặc dù tuổi trong khóa đó ông cũng khá cao. Ông Nguyễn Hồng Diên nói rằng, đặc biệt là người đứng đầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư là trung tâm đoàn kết của Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước, nên cả nước đã gặt hái được những thành quả to lớn. Ông đã nói như vậy. Đây là hình ảnh hai ông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Hồng Diên là hai cái loa tuyên truyền cho ông Nguyễn Phú Trọng. Vâng, nói chung ông Diên là cái loa của Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ là ca bài ca công lao để che đậy đi trường hợp ông này đã trà đạp lên điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà do chính đảng ông soạn ra. Đây là một hình thức vi phạm quyền cố vị mà lạm quyền rất đáng phải trừng trị. Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo dọn đường cho chính mình ở lại như thế nào cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Cũng tại hội nghị tập huấn tuyên truyền của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Đức Hà, cựu vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã nói như sau. Những bài viết và phát biểu chỉ đạo của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ thể hiện sự quan tâm, trăn trở, tâm huyết và tinh thần cao trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mà cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cũng theo lời ông Hà cho biết, thì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã làm trưởng ban chỉ đạo quán triệt một số nội dung đáng chú ý, trong đó có chú ý quan trọng rằng Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược gồm 6 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xem xét trường hợp đặc biệt của ứng viên quá tuổi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã trưng dụng cả ông Nguyễn Đức Hà, cựu vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương làm cái loa tiếp tục tuyên truyền cho ông trước đại hội lần thứ 13. Theo ông Nguyễn Đức Hà, trên cơ sở danh sách quy định của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã được Ban Chỉ đạo Quy hoạch cấp cán bộ chiến lược, tiêu chuẩn tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị và Ban Bí thư và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan từng nhân sự trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Mà đã nói như thế thì Ban Chỉ đạo Trung ương nào dám quyết những gì trái ý ông Trọng? Rất khó. Có thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng đang bị chính ông Trọng điều khiển như những con rối vậy. Và những diễn biến cho thấy dường như ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang cố tìm mọi cách để được ở lại tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa. Được biết, quy trình tổ chức Đại hội 13 được thực hiện theo 5 bước quy định 105 và đồng bộ với quy định công tác nhân sự cấp cao theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, quy trình giới thiệu đối với 3 nhóm đối tượng bao gồm các ông thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tái cử, lần đầu tham gia Trung ương hoặc là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức vụ chủ chốt và các ông thuộc diện đặc biệt. Những trường hợp đặc biệt cần tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Bộ Chính trị sẽ cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt và thông qua quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai cũng như minh bạch trước khi trình Ủy ban Chấp hành để xem xét, quyết định. Theo thứ tự là sẽ giới thiệu các trường hợp tái cử trước, tham gia lần đầu sau, cuối cùng là giới thiệu các trường hợp đặc biệt. Thực hiện giới thiệu nhân sự Trung ương trước, nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau, cuối cùng là nhân sự có chức danh chủ chốt. Được biết, chức danh chủ chốt là 5 chức danh bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và
thường trực Ban Bí thư. Khi áp dụng trường hợp đặc biệt thì rất có khả năng người có quyền lực cao nhất sẽ được hưởng. Có một chi tiết rất đặc biệt và rất đáng quan tâm, đó là vào 24 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội, không biết vì vô tình hay cố ý mà người ta sắp xếp một nữ tên là Nguyễn Thị Xuân Thắng nói rằng mong đồng chí Bí thư tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền đi đến đích cuối cùng. Và đến đại hội lần thứ 13, ông đã 77 tuổi, quá tuổi được cơ cấu vào Bộ Chính trị tận 12 tuổi. Vậy mà có người vẫn muốn ông lãnh đạo, chẳng lẽ người ta thích một ông già khá yếu đuối và nhiều bệnh tật như vậy tiếp tục lãnh đạo đất nước hay sao? Việc sắp đặt cho bà Nguyễn Thị Xuân Mạng Thắng bày tỏ mong muốn ông Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới là chỉ dấu cho thấy người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết bám ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 13. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, một người rất già nua và đã làm đến hai khóa nhưng dường như vẫn rất tham quyền cố vị. Nói cho cùng thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn muốn tại vị lắm. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa, nếu ông Nguyễn Phú Trọng có ở lại được không thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục được biết rõ hơn. Còn mọi nhận xét bây giờ đều chỉ là dự đoán. Tuy nhiên, những dự đoán đều dựa trên những chuỗi hành động của ông Nguyễn Phú Trọng trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 với bản tin dấu hiệu Bộ Chính trị dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng làm khóa nữa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.